Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói về cái vấn đề truyền các cái biến vào cho các cái chương trình PHP từ cái gọi là thanh địa chỉ hoặc là gọi là URL đấy. Thì bây giờ chúng ta nói như thế nào nhỉ? Thì đây là một cái chương trình .php và tôi sẽ truyền một cái biến ID vào cho cái chương trình này nhé. Thì sau khi truyền vào thì tí nữa tôi sẽ nói truyền như thế nào. Thế còn bây giờ thì đầu tiên tôi sẽ lấy cái ID bằng get bằng đô la get này nhé. Sau đó thì tôi kết nối với cơ sở dữ liệu này, localhost và username và password đây, đúng không? Thì sau đó thì tôi sẽ lấy select tất cả những cái ở trong này. Tôi có một cái database tên là test đây, các bạn nhìn thấy không? Test đây, và ở trong này có một cái table tức là học sinh, và nó có 1 2 3 3 bảng đi: Huy này, Hà này, Gà này, đúng không? Ok. Và tôi sẽ nói tiếp đây. Và sau khi tôi kết nối nó vào và chúng ta nhìn thấy ở đây là where ID thì bằng cái đô la ID này. Tức là nếu mà mình quan tâm đến cái người số mấy, số 1, số 2, số 3 thì chúng ta sẽ chạy và chúng ta sẽ truyền vào và chúng ta sẽ in được những cái người đó ra. Và sau khi query xong này thì tôi in cái kết quả. Ồ, có lẽ tôi không cần cái này, bởi vì tôi đã có những cái in bằng cái lệnh này rồi, 5 row này để tôi test cái số bản ghi thôi. Nhưng mà thực ra tôi cũng không cần thiết, bởi vì tôi thử thôi. Thế còn sau đó thì ta có ra vòng ngoài này để ta in in ra, đúng không? In ra các cái gì? In ra cái kết quả mà mình truy vấn được. Thế còn từ ở ngoài vào thì chúng ta sẽ gọi cái chương trình này như thế nào? Thì đây là cái đường, ví dụ chúng ta muốn lấy người số 2, chúng ta gọi là ID bằng 2 chẳng hạn, thì ta sẽ truyền vào, hoặc là ID bằng 1 chẳng hạn, enter. Và nó in ra là ID 1 tên là Huy tuổi 12. Và nếu mà chúng ta in vào số 3 chẳng hạn, enter, thì ta sẽ thấy là ID bằng 3, tên là Gà và tuổi là 33. Ok. Và cái chương trình nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Như vậy là chúng ta biết biết gì nhỉ? Chúng ta truyền vào bằng cái cách này. Chúng ta gọi cái chương trình truyền biến .php, nhưng mà sau đó chúng ta được dùng dấu chấm hỏi và chúng ta truyền cái biến ID bằng 3. Thì sau đó đây là cái method này là method get nhé. Và trong đó thì sau đó thì chúng ta sẽ lấy được cái biến đó bằng cái ở trong cái lệnh này đô la get, và với cái ID này chính là cái tên biến chúng ta truyền vào đấy. Còn cái số 3 thì sau đằng sau cái lệnh này thì cái ID của chúng ta đây, chúng ta có thể đặt bằng cái tên biến gì ở đây cũng được, nhưng mà ở trong này nhất thiết phải là ID, bởi vì chúng ta truyền cho nó cái tên là ID. Và như vậy là chúng ta đã lấy được cái giá trị truyền vào từ thanh URL và chúng ta gán vào cho cái đô la ID ở đây, và sau đó thì chúng ta có thể dùng nó để mà truy vấn cơ sở dữ liệu. Ok. Tôi hy vọng là tôi nghĩ là cái video này tôi nói nó không 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 mạch lạc lắm, nhưng mà hy vọng là các bạn vẫn hiểu được vấn đề nhé. Vậy cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tới.